Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi siêu thị và mua rau. Đầu tiên là đậu bắp, chúng ta sẽ gọi là okra. Okra. Đậu bắp thì bỏ trong lẩu rất là ngon. Còn dưa leo chúng ta sẽ gọi là cucumber. Cucumber. Dưa leo thì ăn rất là tốt cho da. Ở đây có rất nhiều những quả uh, cà tím. eggplant. Eggplant. Cà tím thì nướng chấm với mắm cũng rất là ngon. Còn cà chua, chúng ta sẽ gọi như thế nào? Trong tiếng Anh Anh, chúng ta sẽ gọi là tomato. Còn Anh Mỹ, chúng ta sẽ gọi là tomato. Ở đây có su su, thì su su chúng ta sẽ gọi là jayote. Cái từ này phát âm nó hơi đặc biệt một chút xíu mọi người ha. Ok, enjoy and have fun.